Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em câu lệnh if trong bát can thông qua bài tập giải và biện luận nghiệm của phương trình bậc 2 ax bình cộng bx cộng c bằng 0 với hệ số a khác 0. Thì để bắt đầu viết một chương, chương trình bát can thì ở các bài học trước các em đã học được cái cấu trúc để viết một cái chương trình. Bắt đầu dòng đầu tiên là mình gõ gì program program dạ yeah. dòng này là khai báo tên chương trình phương trình bậc hai yeah. dạ rồi chấm phải tiếp theo là You. You. khai báo thư viện crt dạ yeah. rồi tiếp theo là dòng khai báo biến pha yeah. dạ khai báo biến thì phương trình bậc hai mình có mình nhìn sơ sơ là có mấy biến nè thứ nhất là số a thứ hai hệ số b thứ ba hệ số c thứ tư là gì delta thấy chưa rồi bốn cái biến đầu tiên rồi đã a b c và chữ d là delta thấy chưa thầy ghi chữ delta luôn à, cho các em dễ thấy thấy chưa rồi hai chấm thuộc kiểu số thật real rồi begin mở begin là phải đóng end em lưu ý à xong đây nha đây là cái cấu trúc để mình viết một cái chương trình rồi đầu tiên là gì mình sẽ cho nhập hệ số a b c đây nha mình cách vô vài dòng đi rồi nhập hệ số E à, 2 chấm Rồi Readline à. E yeah. Rồi Đến đây thầy giải thích cho các em hiểu cái chỗ đây nè Chỗ write nè Các bạn nào ở những bài trước chưa hiểu thì lúc này mình sẽ hiểu luôn nha Thì khi đó Khi chạy chương trình á Thì đến đây Nó xuất hiện cái dòng chữ là nhập hệ số A Và người sử dụng họ sẽ nhập hệ số A vào, thí dụ họ nhập số 1 vào thì lúc này cái câu lệnh là read line A này á là nó sẽ lưu lưu cái dữ liệu hệ số A này vào trong cái bộ nhớ của máy và cái chữ LN này này là nó xuống hàng cho chúng ta. À các em lưu ý nha. Đã, rồi. Tương tự như vậy là mình write nhập hệ số B. Rồi cũng vậy luôn là fit line B. Rồi chấm phải. Tiếp theo hệ số cuối cùng là C. Nhập hệ số C. Rồi chấm phải. Read lại like C. Rồi, mình đã nhập xong phần ba uh, hệ số. Tiếp theo là mình sẽ tính delta. Delta. Hai chấm bằng cái gì? B bình phương tức là B nhân B trừ 4AC 4 sao A sao C. Được chưa? Rồi, lúc này là mình đã hoàn thành xong bốn cái biến của mình rồi tiếp theo là mình bắt đầu mình biện luận cái delta thôi thì delta mình là có mấy trường hợp xảy ra lớn hơn không nè bé hơn không nè bằng không nè ba trường hợp thôi để nha thứ nhất bây giờ mình xét delta là nó bé hơn không đi là nếu nè nếu delta delta bé hơn không thì 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 các em lưu ý nha thầy nói tiếng việt nhưng thầy ghi là tiếng Anh thì các em chú ý thì nếu là gì nếu là chữ ít yeah? thì là chữ then yeah? đó là sau này các em nhớ như vậy để các em làm cho nó dễ thôi yeah? nếu delta bé hơn không thì lúc này phương trình vô nghiệm bây yeah? mình cho chương trình nó sẽ thông báo ra một câu là phương trình phương trình vô nghiệm vô nghiệm nha yeah. rồi xong ngược lại là eo eo nha eo lúc này eo của mình nó còn mấy trường hợp còn lại hai trường hợp một là lớn hơn không hai là delta bằng không bây giờ thì bây giờ mình lại nếu tiếp, yeah. tại vì nó còn hai trường hợp, nha, yeah. nếu tiếp nếu delta delta lớn hơn không, lớn hơn không, thì, nha, yeah. thì 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 gì? Phương trình có hai nghiệm phân biệt, nha, yeah. thì lúc này mình sẽ tính hai nghiệm đó nghiệm bit một và nghiệm bit hai, thì nó sẽ phát sinh thêm hai cái biến dạ yeah. Là nghiệm x1. dạ yeah. Rồi, nghiệm x2. Mình sẽ khai báo biến thêm. À, các em chú ý nè. Cái chỗ mà khai báo biến nè. Hiếm khi mà chúng ta có một chương trình mà chúng ta có thể dự đoán được các biến đầy đủ ngay từ đầu. Nó tương đối đầy đủ thôi. Thí dụ lúc nãy là thầy đã dự định là 4. dạ yeah. chưa? 4. Thì bây giờ phát sinh thêm hai cái nghiệm nữa. X1, X2. Đã thì thầy khai báo biến thêm thôi. Đó, thì trong quá trình mình làm nó phát sinh cái biến gì là mình sẽ khai báo biến thêm cái biến đó và khai báo cái phần dữ liệu của biến cho phù hợp à rồi delta lớn hơn không thì lúc này mình sẽ là tiến hành là mình sẽ tính nghiệm tính nghiệm x1 x1 bằng gì trừ b trừ căn delta là sqrt của delta delta rồi, tất cả cái này, à, các em nhớ nha, chữ tất cả là phải đóng ngoặc hết nha. Tất cả cái này, mình mới chia cho 2A. À, bây giờ các em nhớ cũng đóng ngoặc luôn, chẳng phải. Rồi, tương tự như vậy, mình tính nghiệm x2 bằng trừ B cộng căn delta SQRT của delta delta chia cho 2 sao a. Yeah. Rồi. Lúc này mình sẽ thông báo ra, thông báo ra. Rồi. Right. Rồi. Right. Phương trình phương trình có hai nghiệm phân biệt. Rồi, hai nghiệm phân biệt là gì? À, nghiệm đầu tiên x1 bằng x1 nè bằng x1 bằng rồi à, x1 chừa ra độ rộng là 6 và lấy 2 chữ số thập phân tương tự tiếp theo nghiệm x2 mình cắt ra vài, vài cái x2 bằng rồi x2 độ rộng là 6 và lấy hai chữ số thập phân. À, các em lưu ý nha, chỗ này nè, cái chỗ đây có nhiều bạn chưa hiểu nè. Tức là số 6 này á là cái độ rộng tức là cái khoảng cách uh, chừa để mà viết cái nghiệm để cho nó đẹp đó, chưa? Và mình lấy phần 2 rồi sau đây là hai chữ số thập phân, chưa? Thì xíu nữa chạy chương trình này các em sẽ thấy rõ hơn. Rồi. Ở đây nè, chỗ này là ba cái phần việc này nè là mình phải để trong cái cụm là begin đây nha, begin end. Begin. Và dưới này là end. End. Đây nha. Rồi, L. Ngược lại, Tức là ngược lại lúc này là phương trình mình sẽ có nghiệm kép, Đây nha. Phương trình có nghiệm kép. Rồi. Right. Rồi. Right. Phương trình có nghiệm kép. Vì lúc này delta nó bằng 0 nha, nghiệm kép. x bằng x1 bằng x2 bằng Đấy nha, bằng gì? Bằng gì? Trừ B Trừ B Chia 2 6 A Trừ B chia 2 A Đấy nha, tắm ngọn lại Đấy nha Rồi Là hết Đấy nha Này là mình sẽ trích line. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử chương trình nha. Vào run. Chà, báo lỗi nè, em thấy chưa? Bắt đầu mình enter coi nó báo lỗi chỗ nào. Đây. chấm phẩy L. À. Đây. Trước L không được có dấu chấm phẩy. Đây chưa? Trước L không có dấu chấm phẩy. Rồi. Tiếp theo. Lỗi gì đây? Enter. À, đây là lỗi thuộc về khai báo. Đấy chưa? Chỗ này là hai chấm. Đấy chưa? hai chấm. hai chấm. Rồi, tiếp theo mình sẽ chạy thử coi nó báo lỗi gì nữa. Rồi, hết lỗi. Đấy chưa? Rồi. Mình nhập hành xe 1, 2, trừ 3. Thì à, uh, đây là dạng uh, phương trình đặc biệt là A cộng B cộng C bằng 0, 1 nghiệm bằng 1, 1 nghiệm bằng C trên A là trừ 3. 1 với trừ 3, chính xác. Thấy yeah. chưa? Rồi. Tương tự như vậy, các em có thể là thử các trường hợp còn lại. Qua đây, thầy xin nhắc lại cái phần hàm íp của mình để cho các em được nắm rõ hơn. Thì ở đây nè, nếu delta bé hơn 0, thì là thì nghĩa là lúc này máy nó sẽ xúc cho mình ra một cái dòng là phương trình vô nghiệm. Là cái này. Rồi ngược lại, ngược lại là ngược lại của cái biến delta này nè nó còn hai cái trường hợp trường hợp thứ nhất là lớn hơn không tức là delta lớn hơn không thì lúc này mình sẽ làm ba cái công việc thứ nhất là mình tính nghiệm x1 thứ hai là mình tính nghiệm x2 thứ ba là mình xuất ra màn hình nghiệm x1 và nghiệm x2 để cho người sử dụng người ta biết Đấy nha rồi L này á là ngược lại của cái delta lớn hơn không thì lúc này Ngược lại của delta lớn 0 Thì delta bằng 0 Thì phương trình lúc này nó sẽ vô nghiệm à, Xin lỗi các em Phương trình có nghiệm kép X bằng X1 bằng X2 Bằng trừ B chia 2A thấy nha? À. Rồi bây giờ chúng ta chạy thử tiếp theo Nhập một cặp hệ số mới nữa 2, 3 Các em thấy nè 4, thấy nha À, mình khi mình chạy lên đó có những cái uh, kết quả của các lần nhập trước uh, nó làm chiếm mất đi cái phần uh, hiển thị của màn hình chúng ta nên uh, lần sau là thầy sẽ hướng dẫn các em thêm một cái câu lệnh vào để ta xóa luôn Đây nha Đây là nó ra kết quả là phương trình vô nghiệm này đó, Bây giờ thầy sẽ xóa đầu tiên lên là thầy sẽ xóa đi clrs RSCR nha đó. Đây là câu lệnh để xóa màn hình, được chưa? À các em lưu ý, ở đây nè chúng ta có câu lệnh xóa màn hình. Ở đây là cái câu lệnh DRIP line này á là câu lệnh chờ bấm phím bất kỳ để tiếp tục chạy chương trình, được Thì cái nguyên tắc chạy chương trình á, thì chạy từ trên xuống dưới, được dụ đầu tiên nó chạy dòng số 1 rau ram, dòng số 2 là khai báo thư viện user, được chưa? Dòng thứ ba là khai báo biến. Tiếp theo là begin và tương tự chạy cho đến dòng end. Đấy nha. Đà. rồi bây giờ thầy chạy chạy lại. Các em xem thử coi thử là nó mất. À các em thấy giờ nó xóa màn hình nè. À, dụ thầy nhập thì số 3 trừ 4 rồi 7 đi. Rồi ra phương trình vô nghiệm. Đấy nha. Đà. rồi tương tự như vậy các em có thể thử các trường hợp khác. Rồi uh, clip đến đây là kết thúc. Nếu các em cảm thấy uh, bổ ích thì các em hãy uh, bấm đăng ký kênh và theo dõi các clip tiếp theo.